Sao nào nói một chút chục cống á. Làm đến bao nhiêu chục cống này mới bắt mà nó lột da nó bán à, ai biết được. Chục ở đây dơ nơi ông tắm không nghiệp với lại rác thải và y tế này đồ này nè, dơ dịch bệnh đồ chạy tưng tưng quá trời, nhóc giờ đang còn thì nó đứng nhóc ở đây quá trời đây nè. Nhóc quá trời, nãy đang đóng nè.